Này Xá Lợi Tử, các Bồ Tát ấy tuy nhớ nghĩ về nhóm giới, nhóm định, nhóm tuệ, nhóm giải thoát tri kiến của tất cả các Như Lai ứng chánh đẳng giác ở quá khứ, vị lai, hiện tại, cung kính cúng dường, tùy thuận tu hành, nhưng vì ở trong những pháp ấy chấp thủ tướng nên chẳng có thể hiểu đúng đắn về công đức chân thật của nhóm giới, nhóm định, nhóm tuệ, nhóm giải thoát tri kiến của các Như Lai ứng chánh đẳng giác ấy. Này Xá Lợi Tử, các Bồ Tát ấy vì chẳng có thể hiểu đúng đắn công đức của Phật nên tuy nghe âm thanh đạo Bồ Tát pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, nhưng nương vào âm thanh này chấp thủ tướng ấy, chấp thủ tướng rồi hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Các Bồ Tát ấy hồi hướng như vậy thì chẳng đắc quả vị giác ngộ cao tột mà trụ ở địa vị thanh văn hoặc độc giác. Vì sao, Xá Lợi Tử? Vì các Bồ Tát ấy xa lìa bát nhã ba la mật đa và sức phương tiện thiện xảo nên tuy dùng các loại căn lành đã tu hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột nhưng vẫn trụ địa vị thanh văn hoặc độc giác. Này Xá Lợi Tử, có các Bồ Tát từ khi mới phát tâm, thường chẳng xa lìa tâm trí nhất thiết trí, siêng tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, chẳng lìa bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo. Tuy nhớ nghĩ về nhóm giới, nhóm định, nhóm tuệ, nhóm giải thoát tri kiến của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở quá khứ, vị lai, hiện tại, nhưng chẳng chấp thủ tướng. Tuy tu tất cả pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, cũng chẳng chấp thủ tướng, tuy nhớ nghĩ các loại thiện căn công đức của mình, của người, cùng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, nhưng cũng chẳng chấp thủ tướng. Thì này Xá Lợi Tử, nên biết Đại Bồ Tát ấy chẳng trụ địa vị thanh văn và độc giác, mà hướng thẳng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao, này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy, từ khi mới phát tâm cho đến cứu cánh, thường chẳng xa lìa tâm trí nhất thiết trí, tuy tu bố thí mà chẳng chấp thủ tướng, tuy tu tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, cũng chẳng chấp thủ tướng, tuy nhớ nghĩ nhóm giới, nhóm định, nhóm tuệ, nhóm giải thoát tri kiến của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, ở quá khứ, vị lai, hiện tại, cũng chẳng chấp thủ tướng. Tuy tu tất cả đạo Bồ Tát, pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, cũng chẳng chấp thủ tướng. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy, vì có phương tiện thiện xảo nên dùng tâm lìa tướng mà tu hành bố thí ba la mật đa, dùng tâm lìa tướng mà tu hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy, vì có phương tiện thiện xảo nên dùng tâm lìa tướng, an trụ pháp không nội, dùng tâm lìa tướng, an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh,